Chúng ta cũng có cái tin tức kế tiếp Hôm nay là một ngày mà đầy tin tức các bạn Cho nên không muốn dành thời gian để mà nhanh chóng chia sẻ Tin tức kế tiếp đó là liên quan tới FTX Thì rất nhiều bạn quan tâm Hôm nay cũng là ngày chúng ta sẽ biết thẩm phán sẽ nói gì về FTX Họ muốn bán cái số lượng là 3 tỷ tư crypto Thì kết quả đó là họ sẽ được bán các bạn Nhưng mà trước hết thì thường chia sẻ một số chi tiết trước khi mà có kết quả đó thì chúng ta thấy là ftx đã thay đổi cái đề xuất của họ chi tiết hơn đó ftx đã thay đổi đề xuất phút cuối và đề xuất mới của ftx đề nghị là họ không cần phải công bố trước về giao dịch tại vì có khả năng ảnh hưởng lớn tới giá thị trường ftx sẽ đồng ý là thông báo riêng cho us trustee nghĩa là đơn vị quản lý tiền bồi thường với các quỹ ban đại diện cho các chủ nợ Ban đầu đó thì tòa án yêu cầu là tất cả kế hoạch bán phải được công khai để mọi người biết và góp ý nhưng mà hình như đó là một cái sai lầm các bạn tại vì khi mà công khai đó thì mọi người lại lo lắng và nhiều người cho là tại vì người ta lo lắng là FTX sẽ bán số lượng token này cho nên dẫn đến giá xuống trong những mấy ngày qua. Nhưng mà nếu như mình được thông qua đó thì điều này có nghĩa là các kế hoạch bán crypto sẽ được giữ kín để tránh tạo ra sự hoảng loạn trên thị trường. Rồi sau đó khoảng chừng một tiếng đồng hồ đó thì chúng ta lại nhận được thông tin là thẩm phán đã cho phép FTX bán số lượng crypto đáng giá lên tới 3 tỷ tư đô la Trong đó bao gồm Solana, Bitcoin, Ethereum, Rappi BTC, Rapp Ethereum, Tether, XRP SEG, Aptos vân vân. Thì thường không biết là cái đề xuất hồi sáng này đó nó là bán âm thầm đã được thông qua hay chưa hay là thẩm tán đã duyệt cái đề xuất trước đó. Tại vì các bạn đã biết là FTX nó là họ muốn bán số lượng token này để mà trả tiền cho những nạn nhân và họ sẽ bán mỗi tuần khoảng chừng là 100 triệu à, tới 200 triệu đô la thì cuối cùng thẩm phán đã cho phép họ bán mỗi tuần là 100 triệu đô la crypto à, và có thể lên tới 200 triệu Tôi không biết là trong trường hợp nào được lên tới 200 triệu trên tài liệu thường nhận được thì nó không có nói rõ cái phần này nhưng mà cái phần lớn nhất mà tất cả mọi người đang lo lắng chính là liên quan tới Solana tại vì FTX nắm giữ hiện bây giờ là khoảng 1,16 tỷ đô la token Solana các bạn con số cực kỳ lớn luôn Đây là con số lớn nhất Các bạn nghĩ đi Số lượng token mà họ có đó ước tính là 3 tỷ tư Mà trong đó đó 1,16 tỷ đô la là token Solana rồi Và cái con số này là chiếm 16% của tổng nguồn cung của Solana Như một điều các bạn nên hiểu đó là khoảng chừng là 47 triệu Solana token đang bị lock lại hiện tại Nghĩa là khoảng 8,8% Nghĩa là phân nửa cái con số này đã đang bị lock Và đang được khóa lại theo lịch trình Và chỉ được mở khóa bắt đầu từ năm 2025 đến năm 2028 mà thôi Những token Sol đang bị khóa bây giờ đương nhiên không thể bán trên thị trường được Tại vì đang bị khóa mà các bạn Nhưng mà tòa án cho phép FTX có thể bán số lượng Sol bị khóa này cho một người mua khác nếu như người đó chấp nhận tuân thủ quy trình lock nghĩa là người đó chấp nhận mua nhưng mà sẽ chờ đến ngày unlock rồi mới lấy thì làm sao bán được nếu như mà token show vẫn đang lock lại thì đơn giản thôi họ sẽ bán luôn khóa cá nhân à, và người mua nó có thể là mua với cái mức giá thấp trên thị trường tại vì họ mua rồi họ phải chờ có rủi ro trong đó à, nhưng mà họ có thể bán được các bạn nếu như mà có ai đó chấp nhận mua lại số lượng Solana này thì điều các bạn nên hiểu đây đó là cuối cùng tòa án đã cho phép FTX bán con số là khoảng 100 triệu đến 200 triệu đô la mỗi một tuần thì không phải là bán hết tất cả cùng một lúc đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa đó là FTX nói là họ sẽ làm việc với công ty của Mike Rats là Galaxy Digital để bán thông qua OTC nhiều nhất có thể và thường đã từng chia sẻ chi tiết hơn những video trước đây các bạn về những đồng như là Bitcoin Ethereum thường nghĩ là 100 triệu mỗi một tuần à, chia ra làm hai ba đồng gì đó đó thì à, cái lực mua ở trên OTC thường nghĩ là có chứ không phải là không đâu nhưng mà những cái đồng nhỏ hơn như là Solana thì không có rõ Cho nên cái áp lực đó sẽ không có phải đến từ Bitcoin hay từ đâu Mà sẽ đến từ những cái đồng nhỏ hơn Nhưng mà những đồng nhỏ hơn ngoài trừ Solana Thì XRP, Aptos họ lưu trữ cái phần thấp hơn rất là nhiều các bạn Solana hầu như là cái điều mà mọi người quan tâm nhiều nhất Tại vì con số mà có thể được bán đó, Nếu như mà không bán hết bộ OTC mà họ đem lên sàn để bán Thì vẫn sẽ có cái sự ảnh hưởng đó các bạn Tại vì 8% không phải là số nhỏ đâu Đây là tài liệu mới nhất mình thường nhận được Nhưng mà khi nào họ mới bắt đầu thì cái đó là thường chưa rõ hiện tại Khi nào mà có thêm tài liệu thường sẽ chia sẻ với các bạn và chúng ta còn một số những cái thông tin uh, khác nữa Nhưng mà trước hết á, thì uh, đáng tiếc là gần đây đó, chúng ta đã có nhiều người mạo danh thuần Capital Dùng Auto Comment để mà post khắp nơi Các bạn có thể đơn giản nhìn vào ở trên Facebook hay là ở trên Twitter Các bạn rất nhiều những cái post đến từ những cái bot Mặc dù là thuận lóc liên tục luôn các bạn Nhưng mà hầu như ngày nào cũng có cái mới hết Và có À, nhiều trường hợp đó người ta giả danh uh, thuần capital hay là giả danh thuần capital admin để liên hệ với các bạn để mà nói là đầu tư với thuận hay là uh, xin khóa cá nhân đó thì uh, tôi muốn nhắc nhở các bạn team thuận capital sẽ không bao giờ chủ động liên hệ trước với bất cứ bạn nào thông qua telegram messenger email vân vân team thuận capital đã chỉ trả lời những bạn nào đã nhắn tin trước mà thôi và các bạn nên nhớ đó là thuận capital không đưa ra lời khuyên đầu tư không nhận đầu tư ủy thác không bao giờ nói bạn gỡ tiền vào bất cứ ví nào không bán khóa học không kinh doanh mặt hàng nào hiện tại ngoại lợi đó là có một admin trong nhóm bán ví cứng ví lạnh ở trên store.thuncapital.com không có rút kính hay là rút trả phí nào hết các bạn chỉ có một pool staking Cardano và có nhóm hỗ trợ staking nhưng mà Staking Cardano đó các bạn, tự stake vào pool và tự giữ khóa cá nhân tất cả thông tin từ đối tác đều sẽ gắn nhãn quảng cáo hay là sponsor nếu như mà nghe ai nói là thuận đang lưu chữ đồng nào đó các bạn có thể lên trang chính đi mà xem portfolio của thuận thì rất công khai các bạn những cái link đó các bạn có thể đơn giản lên trên những mạng xã hội sẽ có cái bài viết này các bạn bấm vào sẽ thấy cái mạng xã hội trên kênh chính cũng sẽ được đăng ở trên cái link này các bạn bấm vào cái link thuận com start info sẽ thấy nếu như mà các bạn thấy thông tin là Thuận tặng kho miễn phí hay là có thể giúp bạn làm giàu bằng cách gửi tiền cho Thuận đó, thì đó chắc chắn là giả các bạn Vì bản thân Thuận nó còn phải đi làm kiếm tiền để mà DCA thì lấy đâu ra tiền để mà tặng các bạn Và Thuận Capital là một đơn vị độc lập không đại diện cho bất cứ dự án công ty nào Tất cả thông tin đều miễn phí Các bạn nên cẩn thận để mà tránh bị lừa đảo Và các tài liệu chính thức sẽ được đăng ở trên thuậncapital.com một chút xíu là nhắc nhở tại vì thường thấy là gần đây cũng có nhiều cái sự kiện đáng tiếc xảy ra chúng ta hãy tiếp tục nói tới một số những thông tin nổi bật khác thì ngày hôm nay đó chúng ta đã thấy cái thông tin liên quan tới Coinbase các bạn thì Coinbase cuối cùng họ đã nói là họ sẽ tích hợp mạng lưới Từng hai cái Bitcoin là Lightning Network vào trong cái sàn của họ các bạn thấy rồi cuối cùng ngày này cũng đã đến rồi cái bạn nào mà không có rành thì sàn Coinbase là một sàn mà sinh ra trước đây trên căn bản nó chỉ để phát triển người tiêu dùng mà thôi cho nên rất rất lâu các bạn thấy được là trên mạng lưới của Coinbase chúng ta chỉ có Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash và Litecoin mà thôi và tốn rất nhiều thời gian để cho những cái đồng khác như là Solana hay là Cardano để trên sàn Coinbase và nhiều người chỉ thích Coinbase nói là thiên vị Ethereum à, vì Coinbase không mối quan hệ được thiết với lại Ethereum các bạn và ngay cả những token được đăng đó thì phần lớn là token trên mạng lưới ERC 20 và cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa có mạng lưới Lightning Network tích hợp với lại Coinbase trong khi Coinbase là một sàn rất lâu rồi trong khi các bạn thấy được là những sàn như là Binance đã có và thậm chí cách đây hai ngày đó thì PayPal nói là sẽ tích hợp cái mạng lưới này vào trong PayPal hai ngày sau các bạn thấy được là Coinbase cũng đang nhanh chóng đưa ra thông tin tương tự à, thường không nghĩ là một sự trùng hợp đâu thường nghĩ là họ đang gặp rất nhiều áp lực tại vì ai cũng đang hỗ trợ tại sao mà Coinbase sẽ không hỗ trợ chúng ta có cái thông tin kế tiếp cũng đến từ một sàn đến từ Hoa Kỳ các bạn đó chính là sàn Gemini thì những mà nào mà đang kẹt tiền á, tại vì các bạn tham gia vào sản phẩm ơn của sàn Gemini thì có một thông tin tương đối rất lạc quan các bạn các bạn đã nhớ là cách đây khoảng chừng là hai tuần đó công ty Genesis công ty mà cung cấp sản phẩm ơn mà sau đó họ khai bờ phá sản đó họ nói là họ sẽ bồi thường con số là từ 70 đến 90% nhưng mà sau đó, đó thì những chủ nợ đã bác bỏ cái đơn đó tại vì nói là bồi thường nhưng mà phải chờ tới mấy năm lần thì bây giờ đó họ đã có một cái đề xuất mới, họ cũng bồi thường khoảng chừng là 70 tới 90% của số tiền mà các bạn đang chờ được nhận lại. Nhưng mà nếu như các bạn là người của sàn Gemini đó, thì có thể nhận được tới cái mức là từ 95 tới 110% tùy theo là giá ở trên thị trường như thế nào. Tại vì cái bạn được là họ sẽ trả bằng crypto. Không biết tại sao mà FTX lại muốn bán để mà trả bằng tiền mặt các bạn, trong khi mà chúng ta thấy những cái sàn như là Gemini đó thì nạn nhân của họ sẽ nhận được crypto à, và sàn Gemini nói là sẽ để thêm vào 100 triệu đô la để mà bồi thường thì có khả năng bây giờ đó thì cái đề xuất này vẫn chưa được thông qua bởi tòa án và những chú nợ nhưng mà có khả năng là các bạn nào mà đang chờ đợi tiền tại vì các bạn kẹt tiền trên sàn Gemini đó, thì có thể nhận được toàn bộ số tiền tính theo đô la cái ngày mà họ khai phá sản khi nào mà có thêm tài liệu tôi chia sẻ với các bạn. Chúng ta cũng có thông tin liên quan sàn Huobi các bạn Sàn Huobi đã tròn 10 năm rồi Và để kỷ niệm 10 năm đó, thì sàn Huobi đã đưa ra một quyết định Mà khiến cho nhiều cái sự tranh cãi hiện tại Là Huobi sẽ đổi thành sàn HTX các bạn Cái chữ này đã nhìn quen Nó giống như là FTX các bạn Cho nên thì người đó là tại sao lại chọn một cái chữ Giống như FTX như vậy Nhưng mà sàn Huobi nói đó là có lý do Tại vì cái chữ H là đại diện cho chữ Huobi Chữ T đại diện cho uh, Tron Blockchain Tại vì bạn đã biết là uh, sàn Huobi là của của Justin Sun rồi đã mua lại Justin Sun là người đứng đầu của dự án Tron cho nên chữ T phải có trong đó và X có nghĩa là exchange có nghĩa là sàn HTX đại diện cho những cái chữ thân vừa nói với các bạn nhưng mà cũng có một ý nghĩa khác nữa là HT đó là cái đồng ở trên sàn Hobby Hobby Token X có nghĩa là 10 các bạn số 10 ở trong số la mã thì HTX nghĩa là Hobby 10 năm cho nên nó có ý nghĩa như vậy nhưng mà nhiều người nói là không có tên nào tốt hơn hay sao tại cuối cùng lại phải chọn cái tên này. Và nói chung đó thì tôi nghĩ tới cuối cùng mọi người đều gọi là Hoa Bì vì Hoa Bì nó dễ đọc hơn là STX đối với thuận. Các bạn thì sao thì không biết. thường thấy là có nhiều công ty đó mà thành công để mà đổi tên à, sau đó đã thành công nhưng mà có nhiều công ty đã đổi tên rồi thường cảm thấy là nhiều người vẫn thích tên cũ hơn và cho dù nhiều năm trôi qua người ta vẫn gọi bằng tên cũ các bạn một trong những cái ví dụ đó chính là Google các bạn biết là thật ra tên là Alphabet rồi đó là cái công ty mẹ nhưng mà mọi người được gọi là Google các bạn đã thấy được là những công ty khác như là Facebook chuyển thành Meta bây giờ đó trên là truyền hình người ta vẫn gọi là Facebook luôn chứ đâu gọi là Meta đâu nó có cái sự gắn bó với lại người dùng cho nên người ta gọi là Facebook đã quen rồi. Thường có một cái ví dụ khác nữa đó chính là Twitter các bạn. Thì bây giờ đã Twitter là X Nhưng mà các bạn đọc bài viết đó thì ai cũng giải thích X là gì các bạn X là Twitter à, Tôi nghĩ là trong tương lai tới đây đó mọi người cũng sẽ gọi là Twitter mà thôi không ai gọi là X đâu Tại vì X nó quá ngắn hay sao đó đọc không có su miệng các bạn Và một ví dụ khác nữa trong crypto là chính là Matic Các bạn đã biết là Matic đã đổi tên thành Polygon Nhưng mà cái token mới gọi là Matic và mọi người vẫn gọi là Matic các bạn ít ai gọi là Polygon Cho nên tôi cảm thấy là nhiều khi đã thay đổi tên nó cũng không có hiệu quả và tối thôi nên thường vẫn quen gọi là hobby, không biết các bạn nghĩ sao nhưng mà đây là cái sự tranh cãi ngày hôm nay trên Twitter. Chúng ta cũng có một cái update đến từ Zatxpt trên Twitter à, và chúng ta đã thấy là sàn conex thì đã bị hack và đã bị lấy mất đi khoảng 41 triệu đô la. Bây giờ dựa theo tài liệu on-chain thì không ai xa lạ chính là cái group hack của bắc hàng đó chính là Lazarus. À, đã hát cái vụ này các bạn và cái group này đã hầu như là gắn liền với rất nhiều những cái sự kiện hát lớn một điều đó thường luôn không hiểu là mọi người đều nói là công nghệ ở Bắc hàng nó rất là tệ các bạn nhưng mà tại sao mà mỗi lần mà có những sự kiện hát lớn đó thì uh, lại quy ra là nhóm này ở Bắc Hàn cái đó thường không có rõ đây nhưng mà bây giờ đó thì dựa theo tài liệu on tiền đã trở về ví của cái nhóm hát ở Bắc Hàn là Lazarus và cách đi vài ngày đó mọi người xôn xao Tại vì có một cái giao dịch ở trên mạng lưới Bitcoin và giao dịch này đó cái người mà giao dịch trả phí lên tới 500.000 đô và poor đào mà đào được đó chính là cái poor app to poor các bạn và lúc đó cũng gây nhiều cái sự tranh cãi thuyết âm mưu nói là tại sao lại có người trả 500.000 đô để mà di chuyển Bitcoin có phải là có cái gì đó trong đó mờ ám hay là rửa tiền hay gì đó app to poor cũng là một cái hội đào mà cũng có nhiều cái lịch sử không rõ ràng trước đây các bạn chúng ta cũng đã thấy nhiều cái vụ ro mà liên quan tới app những cái đợt mà token dumb thì nhiều người nói là tại vì f có mặt trong đó nhưng mà cuối cùng người đứng sau lưng mà trả 500.000 đô đó đó họ chỉ trên căn bản là phạm cái uh, lỗi khi mà họ để cái số phí vào mà thôi, Tôi không biết làm sao các bạn có thể phạm cái lỗi mà để tới 500.000 đô để mà trả phí cho thợ đào à, đó chính là công ty Paxo các bạn hồi sáng này đã có nhiều cái tin tức nói là PayPal nhưng mà không phải Paxo đó là lên tiếng nói là họ là người mà đã phạm lỗi lầm này và cái chủ của công ty đào f đó đã nói là có 3 ngày để liên hệ với họ và xác nhận thì có thể họ sẽ trả lại cái phần phí này à, thì nhiều bạn có thường là không phải là trên blockchain không thể trả lại hay sao thì điên không thể trả lời các bạn số tiền này đã, đã vào trong cái ví của f nhưng mà vẫn chưa có phân phối cho những cái người mà tham gia vào đào tại vì đây là một hội đào các bạn hội đào các bạn có thể tham gia vào bất cứ nơi nào à, thì uh, cái chủ pool vẫn chưa có trả tiền này cho những cái hội viên nếu như mà có ai đó lên tiếng trong vòng 3 ngày thì Paxo nó đã liên hệ rồi Hy vọng là lấy lại được cái số tiền này các bạn Và chúng ta có thông tin đến từ Swift Thì Swift nói là có thêm 3 ngân hàng lớn nữa đã tham gia vào cái đợt thử nghiệm CBDC của họ Trong đó chúng ta có ngân hàng trung ương của Kazakhstan, cơ quan tiền tệ Hồng Kông và có thêm một ngân hàng trung ương nữa nhưng mà ẩn danh hiện tại và tính tới bây giờ đó đã có tổng cộng là 30 ngân hàng lớn quốc tế đã tham gia vào để mà thử nghiệm mạng lưới CBC từ Swift à, và họ nói họ đã thành công di chuyển khoảng chừng là 5.000 giao dịch trong vòng 12 tuần và những dịch này đó thì 89% đã có thể giải quyết trong vòng 1 giờ và trước đây đó thì G20 nói là nếu như mà 75% giải quyết trong vòng một giờ thì coi như là đã nhanh rồi nếu như mà có thể làm được điều này trước năm 2027 thì bây giờ Swift nó đã làm được điều này một điều mà chúng ta không rõ đây là họ dùng mạng lưới gì để mà di chuyển tiền giữa những ngân hàng trung ương này các bạn họ nói là họ chỉ sử dụng một công ty trung gian mà thôi nhưng mà các bạn đã nhớ là cái T2 tuần đó thì Swift nói là họ đã có sự hợp tác với lại Chainlink để giúp họ uh, token hóa tài sản sau này. Không biết là Chainlink có một phần nào trong cái uh, cuộc thử nghiệm CBDC này hay không thì tôi không rõ tại vì bài viết nó không có chia sẻ nhiều chi tiết các bạn chúng ta đã thấy được là nói tới CBDC đó thì sẽ có một ngân hàng trung ương sẽ không có mặt đó chính là Fed các bạn tại vì ở Hoa Kỳ đó có rất là nhiều cái sự phản đối các bạn đã thấy được hôm nay đây thì dân biểu Tom M đã đưa ra một cái dự luật để mà chống đối CBDC Lý do đó là tại vì Thơm em và nhiều người nghĩ là Fed đã quá lớn mạnh rồi Bây giờ mà cho Fed phát hành tiền kinh số quốc gia là CBDC đó thì cái tầm ảnh hưởng của Fed còn lớn cỡ nào nữa Cho nên không thể để Fed tiếp cận được với CBDC Tại vì đây là một cái công nghệ để mà giám sát người dân Và trong cái dự luật này đó thì nói là Fed được quyền phát hành đồng CBDC cho những tổ chức đầu tư nhưng mà đồng CBDC đó đã không thể được dùng bởi người bình thường như thường mà các bạn nhưng biểu em mà nói là cái dự luật này đó sẽ cấm ngân hàng trung ương nghĩa là Fed sử dụng CBDC làm công cụ để mà quản lý tiền tệ giống như là các bạn thấy những chiến lược như là khi mà dịch bệnh xảy ra đó thì uh, tiền được in ra rồi gửi tới 1.200 cho người dân đó thì không được sử dụng CBDC trong những trường hợp đó và đây là những cái thông tin liên quan tới CBDC chúng ta còn hai cái tin tức nữa có ngày đó thì à, uh, thường có thời gian để mà tâm sự về đầu tư với các bạn có những ngày như thế này đó thì chúng ta thấy được là đây tin tức luôn cho nên chúng ta hôm nay chủ yếu là nói về tin tức mà thôi các bạn thấy là một trong những ngân hàng mà cực kỳ ghét crypto đó bây giờ đã chuyển hướng sang ủng hộ rồi đó chính là ngân hàng HSBC các bạn Hong Kong Shanghai Banking Corporation các bạn biết là ngân hàng này trước đây ghét crypto đến nỗi mà không những là họ không cho phép người ngân hàng của họ đã đụng tới crypto hay là khách hàng của họ sử dụng để mà mua crypto mà ngay cả khách hàng của họ dùng tiền trong ngân hàng của mình để mà mua cổ phiếu MicroStrategy họ cũng không cho luôn các bạn nhưng mà các bạn có biết là gần đây đó họ đã thay đổi nhiều rồi các bạn đã nhìn thấy được là ngân hàng HSBC này đó nói là họ đã có sự hợp tác với công ty Fireblocks công ty Fireblocks này đó là công ty dùng để lưu trữ crypto của bạn có nghĩa là họ bắt đầu tiến tới giống như những công ty Fuwa bước đầu tiên đó là hợp tác để có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ crypto cho những khách hàng của mình. Các bạn đã nhớ là hồi tháng 6 đó thì HSBC uh, cũng đã cho phép khách hàng của mình ở Hồng Kông thôi không phải là ở tất cả mọi nơi nhưng mà ở Hồng Kông có thể giao dịch Bitcoin và Ethereum ETF mà được phát hành ở trong cái vùng đó các bạn không phải là ở tất cả mọi nơi nhưng mà ở Hồng Kông mà thôi và tháng 7 mới đây đó thì ngân hàng Hang Seng Bank cũng là một ngân hàng thuộc về HSBC đó cũng đã lên tiếng nói là những cái công ty crypto ở Hồng Kông có thể liên hệ với họ và họ sẽ cung cấp dịch vụ ngân hàng cho những công ty đó. Nói chung thì HSBC bây giờ đã thả lỏng rồi các bạn, hầu như là cũng không muốn tiếp tục chống đối crypto nữa. Và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là tới cuối cùng đó thì Alibaba cũng đã công bố cái AI của mình không biết chỉ này đọc như nào các bạn. Tong chi Quyen Win thường nghĩa đọc như vậy. Nhưng mà đây sẽ là một cái AI uh, đến từ Alibaba. và sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay các bạn và sẽ cho mọi người bắt đầu thử nghiệm. Thì đương nhiên đây sẽ là một trong những cuộc chiến AI. Đây sẽ là cái AI để mà cạnh tranh với lại ChatGPT à uh, để cạnh tranh với lại Bard AI của Google, cạnh tranh với lại AI của Meta và những công ty tương tự. Và đây là một AI đó mà dựa theo những gì được chia sẻ đó sẽ mạnh hơn cả OpenAI ChatGPT 4 Chúng ta hãy xem coi là nó thật sự mạnh như vậy hay là không và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance và một số những dịch vụ khác cho các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sao giao dịch thì cho nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn